Hello, xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây hoa giấy ngũ sắc Thái Lan nhé các bác nhá. Tán rất là to này. Tán to, sum dày đẹp. Tán cực kỳ dày luôn. Cây này là hàng nhập Thái, chuẩn Thái luôn nha các bác nhá. Hàng nhập Thái, chuẩn Thái đấy ạ. Hoa giấy ngũ sắc Thái Lan, hàng nhập Thái, hàng chuẩn Thái luôn. Chứ nó lại không phải là hàng ta mình. Đấy. Hoa giấy ngũ sắc Thái Lan, hàng nhập Thái. Hàng này thì em đang bán với giá là 5 triệu một cây ạ. 5 triệu một cây, cái này rất là đẹp ạ. Hoa giấy ngũ sắc Thái Lan, chuẩn Thái nhá các bác nhá. Cây này là cây nhập khẩu từ Thái Lan về, chứ nó không phải hàng Việt Nam nhá mọi người nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Bác nào quan tâm cây này thì nhắn tin cho em nhá. Bác nào quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Hoa giấy ngũ sắc Thái Lan, hàng chuẩn Thái đấy ạ. Gốc của nó đây nhá, gốc Thái luôn nhá. Cây này là cây nhập khẩu. Cây này là cây nhập khẩu nguyên cây từ bên Thái Lan về nha các bác nhá, nó không phải hàng Việt Nam. Nhìn này các bác biết là không phải hàng Việt Nam rồi. Vanh con này khoảng 22. Vanh con này khoảng 22 nha các bác nhá. Hàng nhập Thái, nhập khẩu từ Thái Lan về đấy ạ. Cây này nhập từ Thái Lan về xong là mình lên chậu, mình vào chậu xong là mình xuất cho khách. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này. Cây này thoát thân 1 mét này, cây cực kỳ đẹp luôn, thân thẳng tắp nhá. Thân thẳng tắp, tán to. Tán to đẹp luôn, tán dày to đẹp. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 ạ. Cây này bao tiền em ơi? Cây này là 5 triệu nha anh nhá. Em bán đồng giá là 5 triệu con này ạ. Em quay từng cây một nhá. Cam kết đủ 5 màu nhá mọi người nhá. Đỏ, cam, vàng, hồng ạ. Đây là vàng này. Đây là cam này, vàng và cam khác hẳn nhau nhá. Đỏ này. Đỏ này. Hồng sakura này. Hồng này hồng sakura. Còn một màu hồng nữa. Cây này như 4 màu rồi. Cây này có 4 màu nhá mọi người nhá. Cây này em thấy nó nở có 4 màu đâu. Cây này là 4 màu nhá mọi người nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Cây này là cây có 4 màu này, cây cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn đấy ạ. Tán con này to, sum dày đẹp. Tán rủ nhá. Bắt đầu ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. 0911 451 210 giúp em nhá. Giá chỉ 5 triệu đồng, vanh con này là vanh 22 nhá. Vanh con này là vanh 22 nhá mọi người nhá, cây cực kỳ đẹp luôn này. Vanh 22. Thoát thân 1 mét ạ, thân to luôn. Mà giá rất là bình dân, chỉ có 5 triệu đồng, quá là rẻ. Mùa hè các bác trồng cây gì thì mùa hè các bác cứ trồng cây hoa giấy cho em là ok luôn. Mùa hè trồng cây hoa giấy là đẹp nhất, vì hoa giấy nó là cây mà chịu nhiệt rất là tốt, càng nắng nóng càng nắng to hoa càng đẹp nhá mọi người nhá. Càng nắng càng nóng càng nắng to hoa càng đẹp. Ừ, có quay cây đẹp chưa đi nhỉ? Cây này này. Đẹp chưa mọi người ơi? Cây nào đẹp em quay trước, cây nào đẹp sau em quay sau. Cây này cũng có 4 màu. Màu đỏ, màu cam, à đâu màu hồng. Cây này 3 màu nhỉ? Màu cam này, dành cho bác nào thích màu thích nhiều cam này. Đây là màu vàng này. Màu vàng này. Màu cam này. Và màu hồng này. Cây này có 3 màu nha các bác nhé. Cây này có 3 màu. Cam, vàng và hồng ạ. Ai ưng cây này thì chốt đơn chỉnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 với em. Em này đẹp xuất sắc luôn. Thoát thân thẳng tắp nhá. Cao cây nó rơi vào khoảng 2m2, 2m5 cả chậu ạ. Cao cây khoảng 2m2 cho đến 2m5 cả chậu ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em nhá. Cái xuất sắc luôn đấy ạ.
Cây xuất sắc luôn. Hai mươi này, 40 này, 60 này, 80 này, 90 phân. Thoát thân 90 phân nhá. Đây là hàng nhập khẩu Thái Lan chính hãng. Đấy, cây này thẳng tắp, không cái xuất cái sẹo gì. Cây này cực kỳ xuất sắc này. Thẳng tắp luôn, không cái xuất sẹo. Cây này là cây hàng nhập Thái nhá. Hàng nhập Thái chứ không phải hàng made in Việt Nam. Hàng Thái Lan có hai loại, là một là hàng nhập Thái, cây nguyên nguyên bản từ Thái, một loại là hàng hàng ghép của Việt Nam mình, một loại là hàng nhập từ bên Thái về, một loại là hàng của Việt Nam mình sản xuất nhá. Thì cây hàng này là hàng nhập Thái nguyên cây. Cây rất là đẹp luôn mọi người ơi. Thân này, thân lạc nhá. Thân của nó em quay gần thân này, thân của nó rất là lạc và thẳng này. Đấy, cây này là ba màu ạ. Xuất sắc luôn nhá. Xuất sắc luôn nha các bạn nhá. Giá chỉ có 5 triệu cái này ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn xoảnh màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 cho em. Cao cây nó rơi vào khoảng 2m2 cho đến 2m5 ạ. Cái này em thấy đẹp nhất đây luôn. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Quay từng cây một cho các bác. Cây tiếp theo này. Cây tiếp theo đó. Cây này có màu vàng này, màu cam này, màu đỏ, màu hồng này. Cây này em nhìn thấy trên cây nó đang nở là 4 màu. Hiện tại nó đang là 4 màu nhá. Hiện tại đang là 4 màu. Màu vàng cả màu cam này. Màu vàng, màu cam, màu đỏ này. Màu hồng đậm này. Cây này là thiếu màu sakura. Cây này cũng là hàng nhập khẩu nguyên cây nhá các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên cây từ Thái Lan ạ. Đây, thân gốc của nó như này nhá. Đây. Nhập khẩu, hàng nhập từ Thái Lan. 20 này, 40 này, 60 này, 80. Cây này thoát cũng gần 90 phân. Ai ưng cái này thì chốt đơn chảnh màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. 0911 451 210 cho em nhé. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em. Em bán là, em bán là bao tiền nhỉ? Em bán cây này là 5 triệu nhé mọi người nhé. Ai ưng cây này thì chốt đơn cho em ạ. Sang cây tiếp theo này. Cây này cũng là cây 3 màu này các bác này. Cây này có màu cam này, màu cam, màu vàng và màu hồng đậm. Cây này có màu cam, màu vàng và màu hồng đậm các bác nhá. Cây này rất là đẹp này. Tán to, sum, dày, đẹp. Màu cam, màu vàng. Màu cam, màu vàng và màu hồng đậm nhá các bác nhá. Cây rất là đẹp luôn. Hàng nhập khẩu. Hàng này là hàng nhập khẩu từ Thái. Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan nhá các bác nhá. Vanh gốc của con này khoảng 25, 26. Đây là cái vanh của con này khoảng 25, 26 này. Thân của nó hơi cong cong này. Nói chung là cong có vẻ đẹp của cong, mà thẳng nó có vẻ đẹp của thẳng nhá. Chứ không phải cứ gì là thẳng mới là đẹp. Bác nào mà thích cong thì các bác lấy cái này. Tán cái này hơn 2 mét luôn đấy ạ. Tán của nó 2 mét luôn. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em này. Cái này có 3 màu nhá. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Em không mang thuốc ra đây đâu. Cái này vanh ước chừng của nó là vanh 24 cho đến 25 cái vanh này nhá. Rất là đẹp luôn. Tán 2 mét nha các bác nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cái này có màu vàng, màu cam và màu hồng nhá. Cái này có màu vàng, màu cam và màu hồng ạ. Giá em bán chỉ có 5 triệu cái này ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em. Giá chỉ có 5 triệu thôi, rất là bình dân. Quay lốt cái này nhá. Cái này có màu đỏ này, màu cam này, màu vàng này, màu hồng đậm này, màu hồng sakura. Cái này là đủ 5 màu luôn này. Cái này 5 màu nhá. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng đậm ạ. Màu hồng sakura. Hồng sakura thì nó có ít thôi. Hồng sakura nó lót phớt ở đây thôi, là màu hồng sakura thôi. Nó ít ít màu hồng sakura. Chủ yếu là 4 màu chính là màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng đậm. Hàng này thì đồng giá.
Hàng này thì bán đồng giá là, hàng này thì bán đồng giá là 5 triệu rồi. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0911451210 cho em nhé. Các bác xem like thả tim thả like cho em đi mọi người ơi, cho tăng tương tác lên, đẩy view lên cho em. Em thấy bây giờ em khả năng livestream của em rất là kém luôn. Các bạn đến livestream ở trên TikTok nhá. Bây giờ trên TikTok nó có mở cái chương trình gọi là TikTok Shop ấy. Các bạn đến livestream như là các bạn đến nằm ngủ giải chiếu rồi bật quạt. Giải chiếu rồi bật quạt nằm ngủ thử thách 6 ngày 6 đêm mới cả mấy ngày một ngày không ngủ mới cả trời nóng quá đi ra chồng mà đi ra ngoài đồng ngủ cả ngày. Bật điện thoại xong bật livestream lên xong là cứ nằm đắp chăn ngủ thôi. Nằm bật quạt xong đắp chăn ngủ. Thế là cũng có khách vào chốt đơn luôn. Cứ làm bật quạt chốt đơn ngủ xong là có khách vào chốt đơn. Còn mình thì like cứ xả xả ra không ai không thấy khách tương tác lại cả. Không biết khách mua hay là khách chê. Chắc em khi phải áp dụng phương pháp đấy. Ra ngoài ruộng nằm ngủ, bật quạt nằm ngủ để bán hàng. Cái tiếp theo đây ạ. Màu cam, màu đỏ, màu hồng đậm. Màu vàng nhỉ, màu vàng, màu đỏ, màu hồng đậm. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại em là 0911451210 cho em. Hàng này em đang bán đồng giá nhá, bán đồng giá một giá thôi. Đồng giá là 5 triệu một cây ạ. Ai ưng thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại của em là 0911451210 cho em. Vanh của nó đây ạ. Vanh gốc còn lại to đẹp luôn nhá. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này, thoát thân là 1 mét. Cây rất là đẹp đấy nhá. Em xin phép tắt like nhá, cảm ơn mọi người đã theo dõi like của em. Nghỉ một lát nhỉ. Xong xong vườn cây to kia để quay cây to cho mọi người.